Hello, xin chào toàn thể anh chị em quay trở lại với video tiếp theo của shop linh kiện Thanh Phạm. Hôm nay em lại lên video tiếp theo thì sẽ có những cái dòng sản phẩm mới như là một số những cái máy bơm tõm của Nhật và em còn hai chiếc bếp ga nữa anh em nhá. Thì shop về thêm được cái dòng camera của thương hiệu EZVIC này, trong nhà và ngoài trời anh em nhá, ngoài trời. Tiếp theo thì sẽ có thêm dòng tai nghe và sạc nhanh cho iPhone rồi Samsung, Apple, Oppo anh em nhé, Oppo. Em còn thêm có vài cục đổi nguồn sang điện 110 cho anh em nhé. Túi đeo chéo, túi đeo bụng anh em nhé, túi đeo chéo đeo bụng vẫn còn cho anh em nhé. Ở đây thì sẽ có về thêm một số cái dây cái loa Bluetooth cho anh em nghe FM, nghe nhạc đó, dây nguồn Hàn này. Đấy, dây Hàn, dây của Hàn Quốc mọi người nhé. Đó thì vẫn còn, thì lát nữa em lại chia sẻ tiếp đến cho anh chị em. Ngoài ra thì em về vẫn còn thêm một ít quạt là một ít loa đài cassette CD mọi người nhé, của thương hiệu Toshiba vẫn còn. Đó thì vừa rồi là em đã sơ lược qua một vài dòng sản phẩm của shop. Thì em sẽ lên chi tiết từng cái mã một cho anh em tham khảo nhé. Thì đầu video em lia góc máy sơ qua để anh em nắm bắt được những cái dòng sản phẩm của bên em. Đấy, đầu video giúp em Thanh xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Cảm ơn toàn thể anh chị em nhá. Rồi, sản phẩm đầu tiên thì em lên một số những cái đồ công nghệ trước cho anh em nhá. Thì shop mới về thêm được một số những cái dòng mẫu iPod 3. Đó, thì những cái mẫu iPod 3 Pro ấy, thì nó có cái núm cao su đây. Thì nhiều bác thì cái dòng con núm cao su á thì nghe đét nhét vào khi mà vào tai á, nó rất là bí tai. Đấy, bí tai. Nên là nhiều anh em thích cái dòng này hơn. Nên là em lấy về để phục vụ đến cho anh em cái mẫu này. Con này là mẫu iPad 3 mọi người nhá. Để em bóc ra cho anh em quan sát cái mẫu này. Con này thì các bác kết nối từ Samsung cho đến Apple. Thì con này nó là iPod 3 của thương hiệu Apple nhá, thương hiệu Apple. Và con này thì nó hàng của Mỹ nhưng mà nó được gia công ở bên China, thì nó là hàng Red 11. Đấy, hàng Red 11 thì các bác biết rồi. Nó là cái hàng mà nó tức là nó không được chính hãng như ra trực tiếp như cái dòng kia. Tại vì là nó được gọi là hàng lách ấy. Nhưng mà chất lượng của nó tốt lắm. Đây để em bóc thử ra cho anh em thấy nhá. Chứ còn nếu mà cái hàng của nó ấy, nó rất là nhiều tiền, hàng iPod của nó rất là nhiều tiền. Đấy. Nhưng mà anh em nghe hàng này cực kỳ là ok rồi. Chất lượng nó gọi là 19 so với cái thằng kia rồi. 19 110 hết mọi người nhá. Đấy, để em bóc ra cho anh em quan sát luôn. Và nhận hàng ấy, em cho anh em nghe thử chất âm luôn. Đó, chắc là phải bóc cái này luôn này. Đấy, bóc cái này luôn. Phải bóc hai cái ra nhá. Thì bóc ra đây này, nó sẽ có các giấy tờ của nó nhá, iPod này. Đấy, hàng này thì anh em yên tâm mà xài. Đó, anh em yên tâm mà xài thôi. Đấy, nó sang cả Nhật nữa này. Đấy, tức là hàng iPod của Apple này thì anh em cứ yên tâm mà dùng. Sản phẩm nó sẽ tặng kèm thêm cho anh em cáp sạc nhá. Cáp sạc này tiêu chuẩn là USB Lightning nhá. Lightning Type-C mọi người nhá, Lightning Type-C. Hàng ngon lắm, anh em yên tâm. Đây. Mọi người bóc cái này ra giúp em này. Anh em chờ em chút để em bóc này nhá. Tại móng tay em nó mới cắt nên là hơi khó bóc. Đó, mọi người thấy không? Đấy, mở ra này. Dòng này ấy, nó là dòng iPod 3, cái phần này là phần ngắn này. Đấy, cái phần chuyển bài này ở hai bên hông như này nhá. Anh em nhìn cái phần dẹt này. Đấy, các bác có nhìn thấy cái phần dẹt này không? Đây này. Đấy, mình ấn chuyển bài này, nghe gọi cuộc gọi điện thoại này. Đấy, thì mình cài đặt ở hai bên nhá. Cài đặt ở hai bên này này. Đấy, đây, anh em nhìn này. Đó, nó rất là nhỏ gọn này thôi. Rồi em sẽ đeo thử cho anh em xem nó như nào nhé. Đấy, nó rất là vừa vặn như này thôi. Đấy, nó rất là vừa vặn như này, rất là gọn gàng. Đấy, khi mình thao tác mình ấn nút ở đây này. Đấy, mình ấn hai nút ở đây này. Đấy, là các bác chuyển bài rồi nghe cuộc gọi điện thoại được. Đấy, tức hai bên nhé, hai bên thì mình điều chỉnh ở trong cái phần cài đặt của Bluetooth ấy. Đó các bác nhá, em hướng dẫn anh em cách mà chúng ta kết nối nhé. Đấy, đầu tiên là anh em mở ra này. Đấy, mở ra thì nó, iPhone của nó bắt kết nối luôn này. Đấy, nó sẽ nhận tín hiệu là mình sẽ kết nối luôn. Đấy, và Samsung thì mình sẽ vào cài đặt luôn. Đấy, mình tìm ghép với cái iPod 3 Pro như này. Sorry mọi người, iPod 3 thôi. Pro là nó có cái núm, đấy, có núm cao su. Đấy, khi mà nó bắt kết nối thì anh em giữ ở đây, em đằng sau có một nút nguồn này. Đấy, giữ lì. Đấy, giữ lì cho em. Đó, khi như này thì nó đã bắt đầu nó kết nối này. Đó, ok anh em này. Về phần bước này thì nó là thanh điều khiển các kiểu này. Đấy, mọi người thấy không ạ? Mình sẽ, đây là nó hướng dẫn này. Anh em nghe con này 4-5 tiếng thoải mái cho em nhé. Hết thì anh em lại bỏ vào đốc sạc, nó tự, cái đốc sạc này nó tự sạc cho cái phần tai nghe của các bác. Ở đây báo phần trăm pin này, 74 này và 58 này. Đấy. Cách kết nối thì cực kỳ đơn giản thôi. Như này là chúng ta đã kết nối thành công rồi. Xong rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc là rút ra và chúng ta nghe thôi. Chúng ta nghe thôi. Đây này, đã kết nối này. iPod 3 đã kết nối này. Đó, cực kỳ là hay luôn. Đấy, em sẽ mở thử một cái gì đó để em sẽ mở thử một cái gì đó nhá. Xem là có to ra ngoài để cho các bác thẩm được không nhá. Khi mà nghe thử cái dòng này, chất âm của nó rất là hay nhá, chất âm rất là hay. Em cam kết các bác là thoải mái cho anh em nghe thử luôn. Đấy, cho anh em nghe thử cái loại dòng này luôn. Đấy, các bác yên tâm nhá. Con này em báo giá cho anh chị em một cái mẫu như này. Đấy, giá là 250.000 đồng mọi người nhá, 250.000 đồng và bao ship cho anh em nhá. Rồi anh em mua cái mẫu này, nó là 250.000 đồng bao ship, là hàng Red 11 cực kỳ chất lượng luôn cho các bác nhá. Đấy, các bác yên tâm, anh em được nhận hàng, nghe thử rồi mới thanh toán. Để so với cái tầm tiền này thì anh em không mua đâu mà có hàng chất lượng này được, và bảo hành cho anh em luôn nhá, bảo hành cho anh em luôn. Đây là cái con cam của em này. Đấy, em không bắt lên trần nhà thì em sẽ bắt vào tường như này. Đấy, và mình sẽ ráp rô như này, nó thì nó quay rất là đẹp luôn nha. Đó, thì cái đế như này là 30.000 đồng trên một cái đế này nữa nhá mọi người nhá. Anh nhớ 32GB mọi người này. Anh em cần phải có thẻ nhớ nhé. Nhà bác nào không có thẻ nhớ thì có thể mua thêm cái dòng thẻ nhớ này. Thẻ nhớ 32GB để cho anh em lưu trữ trong vòng 1 tuần. Đấy, 1 tuần là chúng ta có thể kiểm tra được lại được rồi. Nhà có sự cố gì hoặc cần gì thì mình có thể kiểm tra lại trong vòng 1 tuần được rồi mọi người nhé. Không cần phải dung lượng lớn đâu. Đấy, một cái mẫu thẻ nhớ 32GB của thương hiệu là EZVIC on. Cái này thì bảo hành cho các bác là 12 tháng nhá, 12 tháng cho anh em luôn. Đó, và cam được bảo hành là trong vòng 2 năm của nhà sản xuất của thương hiệu EZVIC nhá. Cam là bảo hành 2 năm thì nó có rất là nhiều quầy của thương hiệu EZVIC rồi. Anh em yên tâm mình sử dụng thôi. Giá của thẻ nhớ là 120.000 nữa mọi người nhé. Giá thẻ nhớ 120.000 nữa. Đó. Nào cần cái mẫu nào thì liên hệ với shop nhá, để shop có thể gửi hàng đến cho toàn thể anh em. Đó, ok anh em này. Ngoài ra còn thêm một cái mã cam ngoài trời anh em nhé. Cam ngoài trời như thế này. Con này thì nó cam ngoài trời chống nước. Đấy, smart checking này, tức là bắt tự động bắt nét này. Đấy, tự động bắt nét người di chuyển này. Đây, nó focus cả một đội nhóm, thí dụ như 3-4 người thì nó focus tổng thể luôn, nó rất là nét. Con này công nghệ mới và nó là hãng EZVIC nhưng mà nó là hàng dòng H8C, dòng H8C. Dòng này dòng đời mới luôn cho mọi người. Đấy, và nó có cả cảnh báo nhá, cảnh báo đèn, cả cảnh báo đèn khi người xuất hiện. Đấy, xuất hiện vào ban đêm. Rồi, nó còn rất nhiều các tính năng nữa ở đây. Đấy, hình ảnh này là 1080 nhá, 1080. Đàm thoại này, rồi là H260 video conversion là cái này này em đấy này, có màu vào ban đêm này. Đấy, rồi điều chỉnh này, hỗ trợ thẻ nhớ 512GB này, tức là nó sẽ hỗ trợ cắm được cái thẻ nhớ 512GB nhá. Vòng quay là dòng này dòng cam ngoài trời nhưng mà nó sẽ di chuyển được. Đấy, nó sẽ có, các bác có thể điều chỉnh được, nó xoay trái xoay phải 350 độ C. Đấy, 360 độ C chứ. Đây, in 360 độ C, lên xuống, quay ngang quay trái được, đều được. Đó. Đây bây giờ em sẽ dở cái con này ra cho anh em thấy này. Rồi, con này á. Đây. Bản thân của nó đây, nó sẽ có một dây là cái dây cấp nguồn wifi, nguồn mạng này. Anh em không cần cấp nguồn mạng thì anh em có thể bắt wifi được. Đấy, một dây cấp nguồn này thì nó sẽ đầy đủ luôn cho các bác nhé. Một giấy tờ, đấy, mã code, check code này. Đó, và đây là cái phần bát này. Đấy, cái phần bát của nó đây nhá. Phần bát đây, anh em cứ xíu này. Phần núm của nó ở đây. Đấy, các bác cứ điều chỉnh thôi. Phần dây cấp nguồn của cho nó này. Dây cấp nguồn đây. Đấy, các bác cắm rô đây là cấp nguồn cho nó luôn. Đấy, cấp nguồn cho nó luôn. Rồi. Ốc ni lốc này. Ốc này không phải là ốc ni lốc này. Đó, và phụ kiện nữa. Rồi, hết rồi mọi người ạ, hết rồi. Đấy, sách và giấy tờ, các thứ đầy đủ cho anh em và các bác luôn. Rồi, phần cam như này thì về các bác bắt cái giấy này nhá, nó sẽ có bốn cái đèn. Đấy, bốn cái đèn, hai đèn led và hai đèn cảm biến, một mắt chính, như này. Đó, ở đây là cái mã QR để anh em quét để kết nối với mã của nó nhá, mã của nó. Ở đây thì sẽ là có một cái nút dí xét nguồn này. Đấy, các bác giữ dí xét nguồn để kết nối nó lên đèn màu xanh, chúng ta sẽ kết nối. Và phần đây là phần loa này. Đấy, âm loa của nó đây nhá. Và đây là phần mọi người tháo cái này ra, mọi người đưa cái thẻ nhớ vào bên trong. Đó, cái này thì mọi người dắt rô đây này. Đấy, anh em nhé, dắt rô đây này. Đấy, và chúng ta sẽ bắt lên tường thôi, bắt lên tường. Đấy, con này thì rất là đơn giản và nó rất là to như này nhá mọi người nhé, rất là to. Đây, anh em nhé, chờ em chút xíu để em sẽ lắp rô vào cho anh em thấy luôn. Đó, mọi người nhá. Đấy, mọi người nhìn này. Đấy, nó sẽ quay như này. Nếu mà cần thiết anh em điều chỉnh ở đây này, nó sẽ chúi xuống như này. Đấy, để sẽ là chúi xuống để nhìn góc bên ngoài bên trái này, nó xoay này. Đấy, dòng này nó xoay 360 độ được cho anh em luôn, đàm thoại trực tiếp. Đấy, ít khi mà những cái dòng cam á, ngoài trời á, mà nó đàm thoại được lắm mọi người nhé. Đấy, và nó chống nước được này. Dòng này nó tối ưu là nó bắt được focus tổng thể mặt của một nhóm người, chứ không phải những dòng cam trước đó thì nó chỉ bắt được focus được một người thôi. Nhưng mà dòng này nó lại focus, nó bắt từng cái khuôn mặt của 3, 4, 5 người chẳng hạn, đi một nhóm vào trong nhà mình. Đấy, thì ở đây con này nó là mã mới của thương hiệu EZVIC nhá. Giá thì em gửi đến cho anh chị em là 1.200.000 đồng nhá. 1.200.000 đồng là chưa có thẻ nhớ đâu nhá anh em nhá. 1.200.000 đồng cho một cái dòng EZVIC H8 này, H8C nhá. Ngoài trời cho anh chị em đây. Đấy, nó như này này mọi người này. Rồi anh em cộng thêm thẻ nhớ nữa nhá. Nếu mà lấy thêm thẻ nhớ thì của nhà có thẻ nhớ rồi thì thôi, mà không có thẻ nhớ thì sẽ là cộng thêm 120.000 nữa. Đó, ok anh em này nha. Anh em này, nó sẽ xoay 360 độ được cho anh em luôn này. Đấy, 360 độ mà nó gạt lên này, gạt xuống được này. Đó, anh em thấy không? Nó rất là tiện. Các bác chỉ còn việc bắt rô vào tường, tức là bắt vào tường ở bên này, bắt lên trên trần ở đây. Đấy, nó sẽ có hai góc bắt cho anh em. Đó, ok các bác nhá, 1.200.000 đồng cho một cái mẫu cam EZVIC H8C. Anh em nào chưa biết cách kết nối thì có thể liên hệ để em có thể là hướng dẫn anh em cách kết nối, nó cực dễ luôn. Đấy, còn muốn nhanh thì anh em có thể nhờ một số cái bạn trẻ ở nhà mình ấy, thì nó chỉ cần nhìn cái này nó nói là nó kết nối được ngay, nó cực kỳ đơn giản thôi. Rồi, em tiếp tục lên chia sẻ đến cho anh em một cái mẫu bếp ga nữa. Đó thì em còn sót đúng có một con Paloma này thôi, Paloma này nhá mọi người nhá. Con này thì hình thức thì vẫn còn tương đối là đẹp, mặt mặt men đấy. Đấy anh em chờ em chút xíu. Chén nước chén lửa là chén đồng nhá mọi người nhá, chén đồng luôn cho anh em này, chén đồng này. Đây, các bác chờ em chút xíu này cho các bác xem cái chén đồng nhá. Đó, chén đồng này thì không biết là bao giờ mới hư được. Đó. Lửa thì bao xanh cho anh em luôn nhá, lát nữa em test luôn. Đấy. Và cái phần kiềng này mọi người nhá, phần kiềng này còn rất là ngon luôn. Đó. Phần đây là phần khay tỏa khói ra này, ở cái phần bếp nướng nhá. Thì sản phẩm của nó thì em sẽ tặng cho anh em một cặp pin của Nhật luôn. Dòng này nó dòng sẽ là chạy pin. Cân nặng của nó là 10kg nhá mọi người nhá, 10kg. Đấy. Cân nặng của nó là 10kg nha. Đấy. Phần khay pin này. Đấy, phần khay pin. Cái dòng này nó phải lắp pin vào mới dùng được nhá. Lắp pin vào thì nó sẽ tích hợp cảm biến, nó sẽ nuôi nguồn để báo này, chống tràn, chống cháy nổ, chống nhiệt cao. Nhiệt cao nó sẽ tự động ngắt và khóa ga luôn cho anh em. Và đây là có cái nút khóa trẻ em này, trẻ em mà nó sẽ không ấn được này. Đấy, mình sẽ gạt qua thì mình ấn thoải mái luôn. Đấy, ấn thoải mái luôn. Đây này, gạt qua này, sẽ giữ này. Thì nó sẽ có lửa ba này. Đấy, lửa ba này, lửa đôi này và lò nướng, nắp lò nướng của nó đây này nhá. Đấy, con này thì kiểu cách làm lò nướng thì cái nắp này nó sẽ ở trên này, mình kéo ra nắp nó sẽ mở lên. Đấy, lò nướng đây, khay nướng của nó như vậy nha mọi người nhá, khay nướng của nó như vậy, còn rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp. Rồi, ok anh em này. Rồi tháo mặt ra cho anh em quan sát bên trong nhá. Đấy, nó còn như mới như này. Đấy, Nhật của nó đã dùng bao nhiêu năm nay rồi mà nó còn như này nữa thì anh em dùng chắc chắn là chỉ có hết đời của chúng ta mới, chưa chắc nó đã hỏng đâu mọi người nhá. Đó, anh em sử dụng ngay một cái mẫu như này. Bình thường các bác mua đây này vẫn còn giấy này. Đấy, vẫn còn giấy tờ của Nhật nó đây này. Đó, bình thường anh em mua những cái bếp thông thường như của Việt Nam chúng ta ấy, thì chúng ta chỉ dùng được vài tháng. Anh em là dùng bền bỉ thì khoảng được hơn 5 năm là nó đã bị hỏng cái công tắc đánh lửa rồi. Đấy, còn chưa nói là nó bị han rỉ những cái phần sắt của nó. Nhưng mà đây là nó là chén đồng nhá, chén đồng. Kiềng còn mới như này này mọi người này. Đấy, kiềng còn mới tinh như này. Đây hôm nay em liều em tháo ra, tháo nắp ra và chia sẻ bên trong cho anh chị em một cái mẫu như này. Đó, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Ok, về nhà là anh em sẽ lắp ráp pin vào cho em nhé. Em tặng kèm cho anh em một cặp pin mới của thương hiệu là Fuji, Fujitsu này. Đó, mọi người lắp cho em âm ở bên trong, dương phần lồi ở bên ngoài. Đó, lắp lần lượt như vậy nhá, là nó sẽ sử dụng được. Em sẽ test lửa cái phần ga cho các bác xem. Đấy, đảm bảo với anh em 100% là hàng cực kỳ chất lượng luôn. Và nó là ga là xanh gì luôn. Rồi em bật lên này. Đấy, đây là cái phần ga của nó nhá. Phần ga của nó thì các bác cứ gạt hết cỡ đi, gạt hết cỡ và chúng ta sẽ đánh lửa này. Đấy, ấn vào nó tự động đánh lửa thì đợi chút là ga nó sẽ đẩy ra. Đấy, mới đầu thì em đưa ga vào á. Đây em chưa xoáy ga mọi người, em chưa xoáy ga. Đấy, em xoáy ga rồi. Bắt đầu bật lên đã nhá. Các bác chờ chút xíu là ga nó sẽ tự lên thôi. Đấy, mọi người nhìn này. Đấy, ga lên nhá. Cái mặt trên của nó tương đối là đẹp. Đấy, mặt men. Phần đẩy cái phần ga lên cao này. Đấy, ga lên rất là cao và xanh nhá. Đấy, rồi là cái cảm biến CC nhiệt độ ở kia. Bên đằng này cũng vậy này. Đấy, bác bật này. Đấy, các bác ấn một lần thôi là nó sẽ tự động nó lên. Khi mà nó lên điện rồi thì nó sẽ ngừng đóng ngắt cái phần đánh lửa nhá. Mọi người gạt ga qua nữa này, lên rất là cao nhá, lên rất là cao này. Đấy, rất là xịn sò luôn. Rồi, còn cái phần này á, nó là cái phần đánh lửa ở lò nướng nhá mọi người nhá, đánh lửa lò nướng. Đấy, đánh lửa lò nướng thì nó đã lên rồi, lên một lúc là nó sẽ tự động nó tắt cái phần đánh lửa đi. Đây anh em, cho anh em xem cái phần đánh lửa, cái phần lửa ở dưới tầng ngăn nướng này. Đấy, anh em chờ em chút xíu. Rồi nó sẽ có tầng lửa bên trên nha mọi người nhá. Nó như một cái thanh chữ U như này này. Đấy, còn lò nướng thì sáng sủa sạch sẽ như này. Đấy, để cho anh em nướng tôm, nướng thịt ba chỉ, nướng các kiểu ở đây. Hành nướng này, đánh tiết canh. Đó, anh em nhá. Nó có thêm cả cái phần khóa chỉ anh em này. Khi mà anh em ấn gạt ngang như này á là sẽ không ấn được này. Đó, ok nhá. Tắt này. Đấy, mình bật lên này. Đấy, bật lên này, lên lửa luôn này. Lửa cực kỳ là xanh luôn cho các bác. Đấy. Phần này là phần bếp đôi, bếp 2 lửa này. Còn phần này là phần bếp 3 lửa này. Đấy, khi mình ấn lên này. Đấy, gạt lửa lớn này. Còn này đun lại cần nhanh mà tiết kiệm ga hơn những cái dòng bếp thông thường của chúng ta. Đó, con này thì nó mất một cái núm này rồi. Để hôm nào em kiếm thêm cho các bác cái núm này nhá. Núm này. Đấy, nó mất thêm cái núm này. Cái núm điều chỉnh này còn anh em không quá quan trọng thì cứ như vậy cũng được. Đấy, giá tiền thì em bao cho anh em là cực kỳ là vệ sinh sạch sẽ rồi. B1 nhá, 200k. À sorry mọi người, 2 triệu con này. Con B1 mã B1 2 triệu, chén đồng mặt đẹp cho anh em. Đấy, rất là sáng như này. Giá là 2 triệu đồng và bao ship tận nhà cho anh em, được tặng thêm một cặp pin mới của Nhật. Thành vách của nó đây nhá. Nó không có méo móp gì mọi người ạ, không có méo móp gì. Đấy, thành vách của nó như này. Ok anh em nhá, anh em mà quan tâm đến cái mẫu này thì có thể liên hệ với shop qua hai cái số điện thoại trên màn hình. Rồi ok, em lên tiếp một con cuối cùng. Đấy. Con này thì nó là con đa tính năng nhá mọi người nhá, đa tính năng. Và nó cũng xài pin và được tặng kèm một viên pin luôn. Con này thì có nhiệt độ này. Đấy, mình sẽ điều chỉnh nhiệt độ 160 đến 200 độ C này. Tính năng đun nước này, tính năng nấu cơm này. Đấy, nấu cơm nếu có 2 chế độ nữa nhá. Tính năng hẹn giờ của cái lò nướng này. Đây là những cái thành gạt để nó có 2 nấc gạt lửa này, gạt nhỏ nhất và gạt lớn nhất này. Đấy, gạt nhỏ này, gạt hầm này. Đó, và đây là lò nướng này. Đấy. Thì cái dòng lò nướng đây, đấy, nắp này tự động đẩy lên nhá, tự động đẩy lên này. Đó, tự động đẩy xuống này. Đấy, tự động đẩy lên là tự động đẩy xuống cho anh em nhá. Mặt là mặt đá này. Cái này gọi là mặt đá gì ạ? Em mới có vệ sinh sơ qua thôi. Đây này, anh em lau chùi một lúc nữa là một tẹo nữa là đẹp luôn. Đấy. Thành viền các kiểu này. Đấy, ok anh em nhá. Con này thì một bên của nó là bếp hầm này, bếp hầm này. Bếp hầm thì nó là dòng hầm nhỏ lửa này. Đấy, lửa nó cũng tương đối đấy. Và bên này là có cảm biến CC nhiệt độ ở trên này. Thì con này cái ấy của nó là không biết là không có cái cảm biến CC nhiệt độ. Đấy, ở đây mọi người nhá. Đấy, thì ở đây là những cái thanh gạt các kiểu đây cho anh em. Đó, thành vách thì còn đẹp. Đây anh em có thể quan sát cái thành vách của nó nhá. Con này nặng lên tới 15 kg nhá các bác nhá, 15 kg. Cho anh em thăm một vòng cái dòng bếp như này. Đó, một vòng cái dòng bếp như này để cho anh em có thể nắm bắt được nhá. Đó, thì em đã đấu ga vào rồi để chuẩn bị test lửa cho anh em đây. Con này nặng 15 kg anh em nhá, 15 kg thì nó gần được 15. Đấy, 14.8 mọi người nhá, 14.8. Phần này là phần đựng pin này. Đấy, phần đựng pin này. Phần đựng pin nhá. Rồi, cái phần trên như này thì nó sẽ có kiềng của nó đây. Kiềng của nó vẫn rất là đẹp. Phần nắp của nó đây. Đấy, phần nắp đây là gọi là chén lửa này. Chén lửa anh em nhá. Bên này thì nó sẽ có cảm biến CC nhiệt độ này. Đấy, em vừa bật lên tương đối là hơi nóng. Đấy, hơi nóng chút xíu. Đó, rất là sạch sẽ nhá. Cái này được làm bằng nhôm này. Đấy, cảm biến các kiểu đây này, đánh lửa này. Hơi nóng. Rồi, nói chung là rất là chắc chắn nhá. Và vệ sinh cực kỳ là dễ. Cực kỳ là dễ cho một cái mẫu như này. Đấy, anh em nhìn này. Bây giờ em test lửa luôn cho anh em nhá. Bật lên này. Lửa xanh luôn. Đó, anh em thấy không? Lửa cực xanh và lớn lên cao. Đây, anh em có thể nhìn thấy này. Lửa xanh gì nhá. Lửa xanh gì luôn. Đấy, mình gạt nhỏ lửa được này. Đấy, để chúng ta có thể hầm một chút này. Đó. Rồi, đây là những cái nút phím tắt mọi người nha, phím tắt. Đấy, bật lên, lưỡng nó lên đây mọi người này. Chứ bên này á thì anh em có thể là đấy, lửa lên cao phết nha mọi người nhá, lửa lên rất là cao. Dòng đun, dòng bếp này đun nó tiết kiệm ga hơn những dòng bếp thông thường như của mình. Đây này, nó có chế độ này, nấu cơm này, nấu cơm hầm cơm thì mình sẽ là gạt lên trên như này nữa. Đấy, gạt lên trên này một nấc nữa này. Thì nó có một cái thanh G mình gạt lên trên nữa này. Cái này mình sẽ điều chỉnh nhiệt độ 200 độ C này. Đấy, 160 này, 180 này. Đấy, 200 này. Đấy, và tắt này. Đây là phần đun nước này. Đấy anh nha, phần đun nước anh em này. Đấy thì đun nước thì nó sẽ chống cháy nồi, cạn nồi sôi quá 250 độ C là nó tự đóng ngắt. Đó. Và đây là phần nấu cơm này. Đấy, nấu cơm thì ở đây nó sẽ có hai chế độ này. Đây là chữ nhật mọi người nhé. Đấy, hai chế độ đây này. Đấy, và tắt này. Rồi, khi mà chúng ta không xài nữa thì chúng ta có thể ấn nút và tắt đi thôi. Còn bên đằng góc này này thì nó là cái phần đánh lửa nhá. Đánh lửa của dòng bếp nướng mọi người ạ. Đấy, mọi người giữ lì với em tí nha. Đó. Ba, lên điện này. Đấy, bắt đầu mới ok này, lên nảy số bắt đầu ok này. Đấy. Bình thường cái số này nó không nháy nhá, nhưng các bác đang xem trên video là nó đang nháy á, nhưng mà ở đây nó không nháy đâu, nó chỉ chấm chấm những nút nháy ở đây thôi này. Đấy, và mình sẽ điều chỉnh được thời gian. Đấy, điều chỉnh được thời gian. Thì nó tự động, nó hết thời gian của nó là tự động nó đóng ngắt, nó không nướng nữa. Và tối đa cho các bác là 15 phút. Đấy, đây là 15 phút này. Đấy, bắt đầu bếp nướng lên là đèn đỏ lên này. Đó, và cái con này cực kỳ là hay cho anh em xem cái lửa của nó nhá. Đây là cái phần hộc nướng của nó này các bác này. Phần hộc nướng của nó này thì nó sẽ có hai tầng lửa nhá. Tầng lửa bên trên là nó sẽ điều hòa cả gian luôn này các bác nhìn này. Đấy, nên là đồ nướng của nó rất là đều. Đấy, và nó sẽ có khay tầng dưới nữa này, hai khay tầng dưới như này nữa này mọi người nhá. Đó. Và đây này, nó hết 1 phút rồi. Nó hết 1 phút rồi thì bắt đầu nó chạy dây này, 25 giây nữa. 24 này. Đấy, thì hết dây bắt đầu tự động đóng ngắt. Thì anh em chờ đợi một vài giây nữa là chúng ta sẽ xem nó đóng ngắt nhá. Để xem chúng ta đóng ngắt này. 14 giây rồi. Đó. Con này thì nó là đa tính năng rồi. Đa tính năng và nó nặng 15 cân nhá. Em bỏ cái khay nướng này ra rồi. Nó nặng đây này, nó tự động đóng ngắt nhá các bác nhá. Đây này. Đang nháy này, nó ngắt lò nướng rồi này. Đó, anh em thấy không? Nó tự động ngắt ga luôn, tự ngắt ga luôn, kể cả mình đang dùng như này nó tự động nó ngắt ga luôn. Đó, ok anh em nhá. Cái phần khay nướng của nó nhá. Đấy, các bác có thể là giả thịt ở đây. Đấy. Rồi là cái phần dưới này nó là dóc cái này. Còn nếu các bác không muốn dùng cái phần khay này. Đấy, nóng quá. Thì các bác giải hết lên đây này, cho một cái giấy bạc và giải hết lên đây thì nó sẽ được dung tích nhiều hơn cho các bác. Đấy, em vừa đốt nó hơi nóng. Mình sẽ đẩy vào này. Đấy, mình sẽ đẩy vào này. Anh em nào chốt cái con bếp này á. Con này nó sản xuất, con này đến từ Osaka Ga nhá, Osaka Ga đây này. Đấy, con rất là đẹp cho anh em. Con này con mã B0 nhá anh em nhá. Đấy, B0. Đấy, anh em nhá, B0. Và giá con này là 2.800.000 đồng, 800k. Bao ship cho anh em nhá. Bao ship đến tận nhà cho các bác. Đấy, ok anh em nhá. Và anh em lưu ý, anh em mua bếp ga thì vui lòng đặt cọc cho em 100 cho đến 200.000 đồng nhá. Đấy, để em đi đơn cho anh em, đóng hộp cẩn thận cho anh em, chống bể vỡ cho anh em. Tình trạng nó như nào thì em đã cũng có chia sẻ trên video rất là kỹ rồi. Đó, các bác là nhận hàng kiểm tra. Đấy, ưng ý thì có thể là vỡ vạc thì em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các bác luôn. Đấy, vỡ vạc ở đâu thì em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tiếp theo thì em về thêm được vài con bơm tõm của Nhật mọi người nhé. Bơm tõm của Nhật thì em những cái dòng này thì nó xài điện 110, nhưng mà được em quy đổi ra điện 220 hết rồi cho anh em xài cho nó tiện. Đó, thì công suất của nó thì đâu đó khoảng hơn 3.000 cho đến 4.000 nha mọi người nhé. Đấy, con này nó đều đến từ thương hiệu Z hết. Từ 3 sorry mọi người. Tức là từ 300 cho đến 400W. Đấy, 300 đến 400W. Con này bơm thì tương đối là khỏe cho anh chị em luôn. Đấy, cân nặng thì dao động từ 6 cho đến 8 kg một con. Đấy, cực kỳ đẹp chất luôn. Thì nó ở đây ấy, nó có những cái dòng này ấy, anh em xài cái dòng motor là dòng bãi, máy bơm dòng bãi thì cực kỳ đẹp là tốt. Tại vì sao, là vì anh em những cái dòng này bỏ nước rất là nhiều nên nó sẽ muối mặn này, rồi là nó sẽ han rỉ. Nhưng mà đây những cái dòng này nhựa nó tốt này, ốc inox này, bao bọc bên trong của nó là sẽ là inox hết nhá, inox hết như này. Đấy, điển hình như trên màn hình anh em đang quan sát như này nhá. Đó, cực kỳ là chất lượng cho anh nha. Đấy thì em đã lên mã, lên giá rất là đầy đủ rồi. Những cái dòng như này thì em sẽ thông báo là mọi người là em sẽ không bao ship nhá. Một vài nơi nữa thì nên là em sẽ không bao ship và báo giá thực cho anh nha. Còn anh em phí ship của nó thì nó sẽ rơi vào là 5-60 ngàn gì đó, 60 ngàn anh em ạ, 60 ngàn. Ở đây các chị xem nước chảy này, máy cực kỳ êm luôn nhá. Đây, em lên từng mã một cho anh em nhé. Đây là đầu tiên là con T1 nhá, con T1 đấy, chân của nó tương đối là cao như này. Đấy, có chân đế này các bác này. Đấy, chân đế cực kỳ chắc chắn cho anh em một cái con như này nhá. Cân nặng thì đâu đó là khoảng tầm 6-7 cân gì đấy, áng chừng nhá. Inox này, dây của nó đây. Đấy, dây của nó tương đối là dài các bác này, ốc yếc các kiểu các bác về bắt ấy vào đây cho em này. Đấy, còn em lát này sẽ test cái phần đấy cho anh em thấy nhé. Đó, đây thông số đây, con này nó chỗ này nó hơi mờ rồi, em không đọc được cái thông số của nó. Đó, xài điện 220 nhá. Đấy, nó khoảng tầm 400W trong một con như này, 350W. Đấy, con này con T1 nhá các bác nhá, T1 950.000 đồng, em chưa bao gồm phí ship đâu. Đấy, kích thước của nó kể đến phần tay nắm như này, nó ra nó khoảng tầm 40 phân. Đấy, cho anh em một cái dòng máy bãi này nhá. Rồi, con mã tiếp theo là con T2. Con T2 anh em nhé, T2 này. Đó, con này cũng là giá của nó là 950.000 đây này. Con này công suất của nó là 355W này. Đấy, 355W này. T2 950.000 nhé, 950.000. Đấy, phần đế chân của nó đây mọi người nhé, ốc inox hết, các bác vất xuống ao, vất xuống hồ, các bác bơm các thứ ấy, thì nó sẽ không bị han gì đâu. Đây, bọc inox hết này, bên trong toàn đồng hết mọi người nhé. Mọi người quấn cho em, làm cho em cái gen vào đây là mình sẽ dòng nước nó sẽ đẩy ở đây ra thôi, mình không cần phải làm gì quá cầu kỳ cả. Đó, đây này, phần đầu của nó nhá, này cực kỳ là ok đấy cho các bác nhá. Giá cứ tương đối là cạnh tranh hợp lý, giá rẻ anh em nhá. Đấy, các bác mua những dòng máy tàu ấy thì nó đã mất 1,7 triệu, 1,6 triệu 7 rồi. Đấy, lên mã con T3 tiếp tục này. Con T3 tiếp tục này mọi người này. Đấy, con này đế chân cực kỳ bền vững luôn này, chắc chắn nhá, chắc chắn cho anh em. Đó, nói chung là con này rất là ok, cái tầm giá chung và cái tầm bơm vừa phải. T3 950.000 tiếp này. Đấy, cho anh em nhé. Rồi, T4 con này khủng hơn mọi người nhá. Con này khủng hơn này. Đấy, con này rất là khủng hơn. Con này giá là 1.100.000 nhá, 1.100.000. Đấy, chân đế tương đối là cao, củ của nó tương đối to như này, củ rất là to. Đó. Và con này công suất của nó đâu đó là hơn 4.000, hơn 4.000. Nó mất cái tem này rồi. Đấy thì đánh dấu ở đây rồi mọi người ạ. Đấy, 4.000 nhá. Rất là khỏe đấy các bác ạ, rất là khỏe, nhưng bơm rất là ok. T5 này mọi người này. T5 này. Con này 1.100.000 nhá. Con này cực đẹp luôn. Con này cực đẹp luôn. Đó. Đây phần ống này. Con này có cả thêm một cái phần đầu ống này này mọi người này. Đấy, anh em thấy nhá. Thì các bác về đưa ống to đây là ok thôi. Đây này, các bác những con kia các bác về xoáy mua cho em cái gen ở đây này. Mua gen bắt cái đầu ống nhựa vào là xong rồi. Vớt xuống ao là nó bơm, vớt xuống giếng là nó bơm mọi người nhá. Đấy, phần dây của nó đây. Con này cực kỳ là ngon, có cả ổ cắm luôn nhá. Có cả ổ cắm luôn, còn những con kia nó không có ổ cắm. Rồi, con này giá cũng là 1.100.000 thôi. T5 cho anh em, T5 nhá. Rồi phí ship của nó là 60.000. 60.000 này là để mai em cân thử xem là cái phí ship của nó là bao nhiêu. Chắc nó cũng ra động khoảng tầm 6 đến 70.000 là cùng thôi. Rồi T5 T6 đâu ta? T6 đây. Đấy, T6 950.000 anh nhá, anh em nhá. Đó, đây này. T6 đây. Đó, về anh em chế cháo cho em cái ống ở đây là xong. Đó, đơn giản cực kỳ luôn. Xài điện 220 cho anh em luôn. Rồi ok. Những cái dòng này thì anh em cứ xài không bao giờ bị lo bị hỏng hóc gì đâu. Đấy, con T7 này. T7 con này giá 1 triệu nhá. Giá 1 triệu. Đấy, chắc chắn cực kỳ luôn. Ốc biết này bằng lốc hết này. Nghi lốc hết này. Để các bác có tí dầu mỡ vào đây. Có tí dầu mỡ đây. Đó. Con này 1 triệu nhá. Con này giá 1 triệu, công suất là 350W. Đấy. Dùng điện 100, xài điện 100 mà sẽ chuyển điện cho anh em là 220 rồi. Đây này. Xài điện 100 và công suất là 350, 335. Tần suất là 60 Hz. Đấy, 61A, thương hiệu Z. Đấy, thương hiệu Z. Các bác bỏ một lần mua cái dòng này về trải nghiệm thì nó sẽ chắc chắn hơn những cái dòng ấy. Anh em nào mua những dòng bơm tõm nhiều rồi thì biết những cái hàng thông thường thì biết nó hay bị hư lắm, vì là vứt xuống ao nó hay bị ăn mòn các kiểu. Rồi con này giá của nó là 1T8 nhá, 1 triệu này. Đấy, 1 triệu cho anh em. Đó, còn anh em thắc mắc cái gì thì cứ liên hệ Zalo với em nhé, để em có thể giải đáp cho mọi người. Ok, anh em chọn mã nào thì có thể liên hệ với em qua 2 cái số điện thoại trên màn hình nhá. Anh em nhớ giúp em một like, một nút đăng ký kênh. Cảm ơn toàn thể anh chị em nhá. Cố gắng sao mà sưu tầm được cho anh em những cái dòng sản phẩm tốt nhất để anh em dùng nhá. Vừa rồi là anh em đã nghe một cái bài test của cái dòng loa Bluetooth như này nhé. Con này thì nó được thiết kế là dòng loa gỗ. Đấy, màu xám như này, rất là đẹp như này mọi người nhé, rất là đẹp như này. Thì anh em có thể là để cái đế điện thoại, để cái điện thoại ở đây để chúng ta vừa xem phim rồi chúng ta vừa nghe nhạc đều được. Đây có phần chỉnh âm lượng này bằng nút xoáy nhé, bằng nút xoáy. Rồi là một số nút dừng ở đây, các thứ ở đây này. Đó, có những cái mút chân này, mút chân bằng gỗ rất là chắc chắn này. Âm lượng thì sẽ có 2 loa nên là cái độ âm bass của nó cực kỳ ấm. Đấy, nó ấm hơn so với các bác đang nghe trên điện thoại như bây giờ. Đó, ok này. Rồi, một cái mẫu như này sẽ đầy đủ phụ kiện cáp sạc, rồi từ máy tính chuyển qua cái phần loa như này vẫn ok. Rồi điện tivi cũng được nhá. Rồi sẽ có dây sạc, cáp sạc DC 5V này. Rồi khay cắm thẻ nhớ này, cổng USB này, đèn led này, và đây là cái công tắc này. Đây thì lát em sẽ bóc cái này ra cho anh em thấy này. Đấy, on off đây, nó sẽ có núm để bảo vệ cái phần gạt ở đây nhá. Đấy, on off, tắt ở đây, tắt ở đây anh em ạ. Em đang bóc mà móng tay em nó cùn quá, em chưa bóc được. Đó, rồi một cái mẫu như này thì giá của nó là 360.000, nhưng mà cái giá này em sẽ bỏ qua luôn nhá, giá này sẽ bỏ qua luôn. Và giá ưu đãi cho anh chị em, rồi giá cho các bác chỉ có 310.000 thôi, 310.000 trên một chiếc loa như này nhá. Và sẽ bao ship đến cho anh em đến tận nơi để cho anh em có thể trải nghiệm một cái dòng sản phẩm như thế này. Ok anh em nhá, con này cực kỳ là âm của nó cực kỳ là hay luôn. Tiếp theo một mã nữa anh em nhá, một mã nữa Cái mã này thì nó nhỏ gọn hơn này. Đó, ở giữa này thì nó có một loa thôi. Nó có một loa thôi. Và nó thiết kế rất là xịn sò cho anh em nhá. Đằng sau này cũng có USB rồi cổng AUX nhá. Cổng AUX mọi người nhá, cổng AUX tức là đường vào đó, đường từ điện thoại vào hoặc là máy tính vào này, tivi vào. Rồi cổng sạc này, rồi cổng khe cắm thẻ nhớ đầy đủ cho anh em. Đây ở đây là nút dừng, nút cộng trừ âm lượng. Đấy, nút nguồn của nó đây. Collier, share your music, share your love. Đấy, khi bật nguồn lên thì anh em được nghe cái lời chào của nó nhá. Bây giờ thì em sẽ kết nối thử một cái nhạc xem nào. Anh em chờ em chút xíu để em kết nối nha. Rồi em đã vừa kết nối xong rồi. Bây giờ nghe anh em nghe thử cái bài nhạc của nó nhá. Thử xem nào. Đây, mình sẽ cho lớn lên này. Đấy. Mình cái phần này là mình sẽ chuyển bài được này mọi người này. Tắt bật chuyển bài được này. Rất là nhẹ nhàng nhá. Đó, rất là nhẹ nhàng. Đây, mình sẽ chuyển bài được các bác nhá. Chuyển bài ở phần đây rồi này. Đó, đây anh em xem em chuyển bài nhá. Đấy, chuyển bài này. Đấy, chuyển bài nha mọi người nha. Next bài này. Đấy, next bài này. Con này mà các bác nghe cái phòng khoảng 15-20 m2 thoải mái, cực kỳ ấm tiếng luôn. Ấm tiếng và độ trầm nó cũng rất là tốt. Đấy, còn anh em nghe ngoài giờ thì cái con này nó sẽ không đạt tối ưu được cái độ đã tai đâu nhá. Con này nghe trong phòng anh em ạ, nghe trong phòng. Rồi, ok anh em, đồng giá cho anh em là 310.000 nhá. Anh em lấy cái mã nào thì lấy nhá. Đấy, con này giá loa gỗ và loa cầm tay, loa màu đỏ mận nha, loa đỏ mận nha. Rồi nút dừng, nút FM à. Đấy, nút FM mọi người nhá. Đó. Thì anh em nào cần cái mã nào thì liên hệ nhá. Đồng giá là 310.000 trên một chiếc. Ok, em vừa chia sẻ một vài cái dòng sản phẩm của shop. Thì anh em nào quan tâm đến cái mẫu dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ nhá. Đó, thì để ý video sau thì em sẽ chia sẻ một số những cái dòng sản phẩm khác nhiều hơn nữa để cho anh em tham khảo. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em và các bác trong một cái video lần sau.